Rồi. Hôm nay ngày 1 tháng 2 anh em. Mình chào anh chị và các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì đồ hôm nay mình bán là sẽ không có bao phí vận chuyển nha anh em. Thì anh em nhắm giá phù hợp thì có thể nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại mình để chốt hàng ha. Thì anh em nào có xem kênh mình lần đầu mà lần thứ hai muốn xem kênh nữa thì anh em phải đăng ký kênh, và đăng ký kênh thì anh em bấm cái chuông nữa. Lần sau mình đăng video mới thông báo qua cho anh em ha. Hôm nay mình có cái bình bơm hơi anh em, nó 30 lít, nó là mình mua từ năm 2020 rồi, mình đã biết mình cũng xài, cũng còn khá là mới á. Nó chỉ thiếu cái boe thôi nha, lát mình sẽ nói sau anh em. Với lại một cái cuồng dây nè, cuồng dây này giống như cuồng dây hơi, nó 30 mét ha, 30 mét đó. Đây mình quay nó hơi xa tí cho anh em coi trước ha, xong rồi mình sẽ quay công suất. Điện này, cái này mình mua mới đây anh em, hồi đó điện 220 luôn ha. Bây giờ giá mới nó còn khoảng 2 triệu 6 anh em. Thì anh em cứ bấm lên mạng tra ha, lát mình sẽ quay rõ cái mã cho anh em bấm lên tra. Đây, công suất. Thì anh em thấy cái bơm hơi đây ha, dây nữa ha, dây điện còn đầy đủ đó. Cái này nó xài bê tông khô nè, bê tông khô gì nó thiếu anh về anh em đặt trên Shopee hai cái boe về xài, lấy cái đồng hơi nó vô xài đồng hồ còn đầy đủ. Cái này nó có ngóc ở đây mình chưa có bắt vô đó, chờ le để đây nảy lên gì đó ha. Thì cái này khá là mới nè, đây dính dơ mình để lâu lắm rồi mình chưa xài, còn nước sơn khá là mới nè, cho xài được một hai lần gì đó. Thì cái này giá là 1,1 triệu nha nè, 1,1 triệu không bao ship nha. Quay lại, 1,1 triệu không bao ship. Đây mình sẽ dội camera lại gần tí cho anh em coi ha. Cái này nó hơi to mình không có để được nè. Đó. Đó. Thì anh em lên mạng bấm chữ GoBe ha, và cái mã công số ở đây có năm sản xuất nó đây luôn á. Đây nè, mã công suất nè. Ở đây ha. Anh em bấm chữ Kobe xong rồi bấm chữ model này ha. HTB 3025 này. Sản xuất năm 2020 nè. 30 lít nè. Đây ha. Tất cả đây công suất của nó. Đây, đầu nòng. Bê tông khô. Đó. Đây nè. Và đây là cái đồng hồ. Đó. Hồ nó lên hình như 8 kg là sẽ ngắt nằm tới đây nè, nó ngắt ha. Mức đỏ là sẽ báo động ngắt. Ở đây nó có sẵn một cái dầu hoàn phá để cho anh em, cái này không biết có cứng chưa nè. Cái đây đâu nó có hai đầu ra được luôn nè, thì về anh em kiếm một cái đầu nối vô đây nữa ha. Đây là giống như cái cục cục này, cục K3 nè, K3 là nó bắt lỏng lẻo quá thằng, nó dính ngắt đây bắt lỏng lẻo quá. Bây giờ anh em siết chặt lại giùm mình ha. Đó, siết chặt lại. Đây nó cái boe đây nè, cái boe nó nhỏ xíu đây nè. Cái boe này là khi anh em gắn vô á, nó sẽ giảm cái tiếng ồn ha. Ở đây mình cắm điện chạy thử nè. Điện 220 nha nè, 220 luôn ha. Đó, khi mình cắm hơi vô á là nó sẽ xì ra cái boe này. Nó có phịch hơi nhẹ ra cái boe. Nó hút vô á nó. Hồ này không biết nó còn lên được không nè, nhưng mà đang thấy nó nằm vị trí là cái số 2 nè, nó chưa nhảy về vị trí số 0 ha. Không biết nó còn lên hay không, tại vì bây giờ nó chưa có nè. Thường cái boe này á, nó không có cái boe anh em, thì nó sẽ kêu lớn lắm nha, và nó sẽ hút hút hơi vô á. Khi có cái boe vô nó sẽ ít có bám bụi vô bê tông khô đó. Đồng bên đây là dây điện, nói chung là hoàn toàn là khá là mới ha. Thì giá là con này là 1,1 triệu anh em, không bao ship, nó cũng nặng lắm nha. Bình nó còn khá là mới. Ở đây là cái nút xả, khi anh em xài lâu ngày có thể xả hơi ra ha, dặn dưới đây xả hơi ra. Và đây là hai cái đường ống của nó, hai cái còn lớn, hai bê tông khô ha.
giá là 1,1 triệu. Ở đây nó có cục đây, này mình để lâu lắm mình dính bụi rồi luôn hết nè. Rồi vào một cuộn dây hơi này nè, cuộn dây này cũng khá là to đó. Thì em có giờ có xài được gì xài nha. Cuộn dây này cũng rất rẻ nè, rẻ. Cuộn dây này hình như nó trong đây là 30 mét hay gì đó nè. Đây nè, lỗ nó có bọc có lớp ở đây, cho bên trong nó có một lớp răng răng nữa. Và dây này mình cũng mua rồi, mình để lâu lắm nè, nó có hiệu chữ đây nè. Ở đây nó ghi rồi nè, rõ ràng ha. 3/8 silicon đó. Và ở đây nó ghi là được 300 B B gì ta? B SI. Cái này đang cột ở trong đây anh em, mình mua về tính xài. Thì cái ống này có chỗ nó để lâu ngày nó bị rỗ rồi nè. Rỗ, đây nè, rỗ giống vậy nè. Nhưng mà nó có cái lớp sứ nó không có xì ha. Cái này 30 mét, nó khúc đầu này nó bị nè. Đây coi cái khúc này có bị không ta? Có khúc thì nó không có bị đâu nè. Đây. Cái này mình không có cắt dây ra nè, cắt dây này ha. Đó, nó không có xì đâu, nó còn thêm một lớp này nữa anh em ha. Đó, nó mới cái lớp này. Đó, 30 mét ha. Giá là cuộn này 250 nè. 250 không bao ship ha. Để mình kiếm cái thước mình đo cho anh em. Cái thước thước dược ở đâu luôn rồi. Đây anh em ha. Anh em cái lỗ trong này như là 10 ly nè. À đúng rồi. 10 ly ha, còn mà cái đường kính hoài bao bọc nó dày nè. Nó dày tới là 17 ly. Đó, có nghĩa là một bên này nó sẽ là 3 ly 40 mấy anh. Cái lỗ này là 9 ly ha, 9 ly. Lỗ này chính đi. Thì giờ anh em có nhu cầu nào tận dụng thì cứ sao mua con dây ha. Con dây này nó có nước nước vậy đó. Thì em mua. Tại vì mình để lâu quá ngoài nắng nữa nè. Thì lại 30 mét mà giá 250 thì có mấy ngàn mét này. Đây ha. 30 mét. Còn cái bình này là giá bình bơm hơi nha nè, bơm hơi này. Nó ghi đây 30 lít cho anh em coi thông số là rõ anh tí nữa. Đây ha. 1875W nhưng mà đường điện 220 thì anh em có thể xách đi. Nên nói chung đi sơn công trình nhỏ nè, bơm chạy nè. Bơm hơi là giá 1,1 triệu nha anh em, còn cuộn dây này giá 250. À, sớm là mình soạn hai món, lát mình soạn cái lên cái video khác nè. Đây nó có 4 cái cục cao su để giảm chống rung nè. Lát mình soạn video khác mình lên nhiều món hơn anh em. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong cái video sau của mình.